Xe Con đi đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ quay bài giảm số sinh nhật mới về nha. Thì đợt này thì về khá là ít, do là mình cũng muốn nhập thử một số mẫu thôi. Nên nếu như đợt này các bạn yêu thích và ủng hộ mình nhiều thì mình sẽ tiếp tục nhập nha. Đầu tiên chính là cái phần số sinh nhật còn đi. Mình còn rất là ít luôn nên là cái phần số sinh nhật còn thì mình có thể để giá rẻ cho mọi người. Nên là mọi người muốn mua cái hàng còn này với giá rẻ thì cứ inbox cho mình sẽ tư vấn nhiệt tình nha. Nên mọi người thể xem cái hàng còn rất là ít luôn đi. Đến với hàng mới thì đầu tiên mình có em 8 như thế này. Em 8 này là size của nó khá là to chứ không phải là dạng mini nên là giá hơi chát một chút, các bạn thông cảm nha. Nhưng được cái thì nó có móc khóa và rất là mềm luôn ý. Đây trời ơi, chắc nó rất là ok luôn. Tiếp theo mình có baby hamburger như thế này. Hamburger này thì cái mặt phẳng ở phía sau thì mọi người có thể dán cái chân tạp với mọi người ạ. Thì em này có giá là 12.000 nha và giá mình sẽ để cho mình hình hết nha. Tiếp theo mình có cái mẫu donut như thế này. Trời ơi, donut này được cái thì rất là xinh và mình cũng rất là để làm em chơi rồi. Đây mình thấy chất của nó rất là ok và chất kiểu rất là dẻo và trọng tâm đấy mọi người ạ. Chơi kiểu rất là bền luôn. Đây, trời ơi xinh chưa. Tiếp theo mình có những cái mẫu gọi là những cái con thú mà chất Indo. Chất này gọi là chất Indo nhưng mình thấy là rất là mềm và kiểu rất là bền luôn. Đây mình về được những mẫu như thế này. Mọi người có thể inbox mình sẽ gửi cho mọi người. Đầu tiên mình có em tin gái như thế này. Sẽ giá là 12.000 nha mọi người. Chất thực sự rất là đã luôn ý. Tiếp theo là mình có mẫu Hello Kitty. Thì mẫu Hello Kitty này nó đã hot từ hồi tháng trước rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình có dịp nhập nó về thì mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Đây bé tâm động như thế luôn. Tiếp theo mình có bé Panda. Thì bé Panda thì lần đầu tiên gặp thì mình đã ưng rồi ấy. Nên là đợt này mình có nhập về đúng một con thôi nên các bạn yên tâm nha. Tiếp theo là một bé này gọi mình tạm gọi là Pokemon nha. Tại vì mình cũng không biết đây gọi là gì hết trơn. Tiếp theo mình có cái mẫu bánh và một cái mẫu cầu vồng như thế này sẽ có giá là 15.000. Và cái chất cái mẫu bánh này thực sự rất là bền luôn, kiểu tuy là nó không được chọc tăng nhiều nhưng mà chất của nó rất là chơi, rất là đã. Và mình thấy là trên bàn học thật sự rất là ok luôn. Tiếp theo là một bé cầu vồng như thế này, chất Indo. Và cực kỳ dễ và chọc tăng luôn nha. Mẫu pizza thì đợt này mình về được hai cái nhẹ và thật sự cái mẫu to mình nghĩ rất là nhiều. Và chơi mẫu này mọi người không sợ bị lỗi ấy, tại vì cái cấu hình của nó không có nhiều chi tiết nên là mọi người nên mua em thử về chơi. Chắc rất là mịn màng và cực kỳ chậm tăng luôn nha. Tiếp theo mình có cái ba hai cái mẫu bánh lát như thế này. Vì ngay mẫu bánh lát này thì cũng đã hot chắc cũng một hai trước rồi, thế nên là bây giờ mới nhập về thì cái sự chậm chạp bánh sóc của mình thì mình mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Và được cái rất là chậm tăng và kiểu chơi rất là bền luôn đó. Đây mọi người để coi mình bắt cho video này trời ơi chậm tăng lắm. Video chỉ kéo dài khoảng 3-4 phút thôi nên là các bạn thông cảm nha, xong mình sẽ rất là ít. Và mẫu cuối cùng chỉ là mẫu chuối thế này. Chuối này chuối xin chấm sô-cô-la. Thì đây là mẫu kiểu chỉ là hàng fake thôi. Mình nhớ là có hàng chính hãng nữa nhưng mà mình không có dịp nhập hàng chính hãng nên là chỉ có thể cho hàng pha kem mọi người ạ. Tuy hàng pha kem nhưng mà rất là mềm và thơm nha, không có ổ tiền đâu. Cũng đã kết thúc video rồi, mọi người đừng quên để lại một like và một subscribe nếu như thích video này. Và nếu như thích những sản phẩm trong video này thì hãy link xuống phần mô tả để có thể xem được công thức mua hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye.